Kính thưa quý vị, tình hình kinh tế khó khăn và thu nhập giảm sút của người lao động trong năm nay khiến các doanh nghiệp làm hàng Tết có xu hướng đưa ra những dòng sản phẩm có giá ở phân khúc thấp, trong đó tập trung vào phục vụ Tết với nhu cầu thiết yếu nhiều hơn. Mời quý vị cùng nhìn lại một vòng thị trường qua những ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây. Trong những ngày tháng Tết âm lịch Giáp Thìn 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành, các chương trình giới thiệu sản phẩm luôn được doanh nghiệp tận dụng triệt để nhằm giới thiệu thêm sản phẩm của mình với người tiêu dùng. Thu nhập giảm, người tiêu dùng sẽ thắt chặt chi tiêu nên các nhà sản xuất cũng có sự thay đổi về hàng hóa, tập trung nhiều hơn vào phân khúc bình dân, kèm theo đó là các đợt khuyến mãi, giảm giá, tăng kèm sản phẩm lớn, v.v. Dịp lễ Tết á, thì xu hướng người tiêu dùng cũng có sự tăng lên rõ rệt do cái nhu cầu mà mọi người sử dụng các sản phẩm tiện lợi nhiều hơn, thì mọi người sẽ muốn dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn, thì họ sẽ thiên hướng về sử dụng những sản phẩm mà được chế biến sẵn như này. Thì mình chỉ cần về mình chế biến trong vòng từ 10 đến 15 phút tham gia phiên chợ này á, thì bên em kỳ vọng á, là sẽ thúc đẩy đưa sản phẩm ra tới người tiêu dùng một cách rộng rãi và phổ biến hơn. Có chương trình ưu đãi khuyến mãi đối với cho khách hàng mua hàng tại đây thì sẽ có khuyến mãi là từ 10 đến 20% đối với từng mặt hàng riêng biệt. Trong khi đó, tại các siêu thị lớn hay những siêu thị chuyên biệt, các cửa hàng tiện lợi khác, giai đoạn này dù đang cận Tết âm lịch nhưng người tiêu dùng đến mua sắm chưa như kỳ vọng của nhà bán lẻ và doanh nghiệp. Theo khảo sát của các đơn vị nghiên cứu thị trường, người tiêu dùng mới đang tập trung mua những sản phẩm cần thiết có giá bình dân. Chi tiêu cho 3 ngày xuân rồi đó, thấy không? Cho nó vừa đủ, ví dụ như mắm, muối, đường, bột ngọt là mặt hàng đó mình đủ để chi tiêu thôi. Ngoài ra, những cái mặt hàng nào khác mình có thể mình chưa dùng đến, mình có thể mình mua vào dịp khác cũng được. Theo dự báo của các chuyên gia, Tết năm nay khách hàng sẽ có xu hướng chi tiêu tiết kiệm, do đó nhà sản xuất chủ động những sản phẩm vừa túi tiền, không quá cầu kỳ và mang tính ứng dụng cao. Như tại doanh nghiệp này, thay vì tập trung vào sản phẩm cao cấp, doanh nghiệp đã tăng số lượng các sản phẩm có giá bình dân từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng. Bên cạnh đó là thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu. Năm nay tình hình kinh tế cũng khó khăn nên Manoli có một cái độ rộng về phân khúc sản phẩm để cho người tiêu dùng có thể lựa chọn. Hầu hết tất cả sản phẩm bánh Tết đều có chương trình khuyến mãi và hỗ trợ để kích cầu thêm cho là có thể mua càng nhiều càng được giảm giá càng nhiều. Còn doanh nghiệp này đã lên kế hoạch tăng nguồn hàng phục vụ Tết khoảng 10% so với Tết năm 2023. Nhưng hiện sức mua mặt hàng vẫn khá thấp. Do vậy, doanh nghiệp vừa sản xuất, bán hàng, vừa quan sát thị trường để chủ động điều chỉnh kế hoạch. Cùng với đa dạng sản phẩm, doanh nghiệp cũng có sự thay đổi về kích thước, trọng lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Riêng cái Tết năm nay thì tình hình đó, kinh tế nó cũng đôi khi nó cũng rất là khó khăn cho người tiêu dùng. Chúng tôi giữ giá và đảm bảo số lượng có cho bà con. Chúng tôi làm những cái sai từ nhỏ cho tới lớn về cái sản phẩm. Nhà sản xuất cũng phải thích nghi với cái tâm lý giá cả này của người dân. Có thể là mình thay đổi về mặt là bao bì, về dung lượng, hoặc là mình thay đổi về giá cả. Nhưng tình hình trên tinh thần chung là phải rất là thực tiễn để nắm bắt đúng được cái nhu cầu và túi tiền của người dân trong năm nay. Để tiết giảm chi phí sản xuất, doanh nghiệp này đã đầu tư thêm máy sấy lúa và máy bóc vỏ gần vùng nguyên liệu. Chi phí vận chuyển gạo về nhà máy đóng gói đã giảm được từ 60 đến 70%. Thế nhưng khó khăn nhất hiện nay là giá lúa đầu vào tăng hơn 40%, trong khi số lượng đơn hàng Tết năm nay là giảm gần một nửa so với năm ngoái. Để hỗ trợ người tiêu dùng, doanh nghiệp chấp nhận lỗ nhẹ hoặc hòe vốn trong mùa Tết năm nay và cam kết sẽ giữ giá phù hợp nhất đến tay người tiêu dùng, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Sát Tết thì cái giá lúa của gạo thơm, giá lúa đối với lại gạo ST tăng kỷ lục luôn. Nên thành ra là bây giờ doanh nghiệp đó là chọn cái giải pháp là tiết giảm chi phí ở cái chi phí đầu vào, ví dụ như các cái chi phí mà về sản xuất. Mình tìm những cái giải pháp để mà giảm chi phí sản xuất để giá thành nó tốt hơn chút xíu để ổn định được cái giá đầu ra. Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị hàng hóa phục vụ thị trường Tết Giáp Thìn với tổng giá trị hơn 22.000 tỷ đồng, trong đó hơn 8.500 tỷ đồng là hàng hóa bình ổn thị trường.
các mặt hàng bình ổn thị trường sẽ giữ thị phần từ 25 cho đến 43%, giúp người tiêu dùng tiếp cận dễ dàng với mức giá ổn định trong dịp cao điểm mùa sắm Tết. Giữ được giá, nếu cái sức mua có tăng đột biến thì như vậy là cái giá vẫn không thay đổi, mà mức chuẩn bị của chúng tôi là từ 15 đến 20% về dự trữ nguyên liệu. Cho nên chúng tôi tin tưởng một điều rằng là cho dầu sức mua có tăng đột biến thì cái giá cả cũng sẽ không thay đổi với những cái mặt hàng thiết yếu. Từ những cái chương trình khuyến mãi tập trung của thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong thời gian vừa qua đã góp phần gia tăng cái chỉ số bán lẻ bán buôn của thành phố Hồ Chí Minh. Từ cái hoạt động khuyến mãi đó, nó tạo điều kiện cho doanh nghiệp bán những cái đơn hàng lớn và người tiêu dùng được tiếp cận những sản phẩm có cái giá cả rất là cạnh tranh và hợp lý. Tết là mùa kinh doanh cao điểm, nhưng để chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp cam kết giữ ổn định giá, không điều chỉnh tăng giá bán trong một tháng trước và một tháng sau Tết, đồng thời giảm giá sâu trong 2 ngày cận Tết đối với các mặt hàng thiết yếu như thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm, v.v.